Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe đua quốc tế OCR 3300 với giá thành tước trong tầm giá 6 triệu rưỡi, các bác có thể sở hữu một chiếc xe đua OCR chính hãng. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Xe với tông màu trắng, điểm chỉ đen và xanh. Đây đi tổng thể chi tiết khung hình xe các bác nhìn. Nước sơn tổng thể xe khoảng tầm trên 80%. OCR 3300 CR Compact Ra, dòng xe đua. Xe vẫn là khung nhôm alu XX, là dòng nhôm đặc quyền của dòng gian rồi. Hàng nhôm siêu nhẹ. Đây, dàn quốc tế các bác nhá. Đây là website của GAN. Bên dưới này là nó hơi bị ố, nhưng mà cái này là lớp ni lông. Bác có thể bóc ra cũng được, nhưng mà theo em thì bác có để nguyên chỗ này để chống va đập xích. Khung thì nó hơi bo, theo cấu hình cấu trúc là nó hơi vuông vuông. Đây, bên trên cũng vậy. Cái phiên bản này thì nó lại hơi vuông vuông thành so với cái phiên bản dòng OCR tròn tròn. Cổ phốt cũng của GAN chính hãng. Đi đông xe cũng của GAN. Xe được trang bị với cấu hình tay bấm lắc Shimano 8 lít. Đằng trước thì có cái logo của dòng GAN lắm nhé, được làm từ nhôm, logo nổi. Sử dụng phanh 3 mảnh. Cả cũng nhôm. Và cặp Mayer chính hãng của GAN. Đây bác nhìn thấy rõ đấy. Đây là trước. Mayer sau của GAN đây. Chính hãng GAN luôn. Vành nguyên bản theo xe cũng là của GAN các bác nhá. Kích thước lốp 700x23C. Bùi đĩa nhôm. Đây bác này. Bê đan nhôm. Giảm trọng lượng, tối giảm trọng lượng của xe. Xe có được size M, khung size M. Nhập cho các bác cao từ 1m68 với trên 1m7. Phủ đề Shimano chính hãng. Xe được trang bị với 8 tầng díp, 2 đĩa cho bộ chuyển động 16 tốc độ của xe. Vâng, bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Lên líp rồi. Xuống líp. Rất êm và mượt. Xe hoạt động rất là tốt nhá. Đây bộ chuyển động của đĩa. Xuống đĩa này. Lên đĩa.
cốt yên của gian luôn, chính hãng nguyên bản của xe. Yên mà rất là mới bác nhá. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh, và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có ở bên em, thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc, ấn vào phần cuối cùng, đây là phần tin nhắn, ấn vào phần cuối cùng là cái phần này, và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình TV nhà các bác hoặc ở trên điện thoại của các bác. Cũng như em quét đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google, kia sẽ đào các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có, luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy. Trong cái phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem, muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Vâng, em vừa nhắn thông chi tiết tổng thể trước xe gian OCR 3003 quốc tế chỉ với mức giá 6,5 triệu. Các bác có thể sở hữu một chiếc xe gian cấu hình và xe rất là tốt. Giá bán bao gồm bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Bên em xe thường xuyên. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.